Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh chúng tôi. Và kính chúc tất cả quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui và những trải nghiệm thật thú vị trên kênh của chúng tôi. Sau đây là phần tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Sau cuộc chiến giành tài sản, cậu bé Việt thừa kế 100 triệu USD từ mối tình một đêm của cô hầu phòng và tỷ phú nước Mỹ. Năm 2015, khi Lori tròn 21 tuổi, cậu đã chính thức trở thành chủ nhân của số tiền siêu khủng 100 triệu USD. Câu chuyện tìm bố ruột để đòi chia quyền thừa kế của cậu bé Nguyễn Bé Lori, sinh năm 1994, từng gây xôn xao dư luận Việt Nam suốt thời gian dài. Thậm chí nó còn chấn động đến thế giới khi một cậu bé nhỏ tuổi thừa kế 100 triệu USD của tỷ phú nước Mỹ. Tình một đêm của cô hầu phòng và tỷ phú nước Mỹ. Larry sinh năm 1943 là chủ nhân một công ty chuyển phát nhanh nổi tiếng toàn cầu. Ông nổi tiếng là tỷ phú đào hoa và sở hữu khối tài sản lên đến 600 triệu USD. Năm 1993, Larry quyết định đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và du lịch ở Việt Nam. Ông quyết định mua lại khách sạn ở Vịnh Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận để nâng cấp thành một khách sạn 4 sao. Ông còn xây dựng sân gôn 18 lỗ, đẹp nhất châu Á lúc bây giờ. Tại Phan Thiết, vị tỷ phú đã gặp rồi nảy sinh tình một đêm với cô hầu phòng tên Nguyễn Thị Bé ở Hàm Tân, Bình Thuận. Cụ thể, cô bé được một người họ hàng xin cho vào làm việc ở khách sạn. Cô sở hữu nhan sắc đẹp tuyệt trần, làn da trắng, mái tóc dài. Vì thế cô đã lọt vào mắt của ông Larry. Cô bé cho biết cô không hề biết Larry là một tỷ phú nổi tiếng. Cô chỉ thấy nhân viên và du khách cúi đầu chào khi ông đi ngang qua. Sau những lần được ông chủ để ý và trải qua tình một đêm, cô bé có thai nhưng không dám thú nhận điều đó với ông chủ. Cô quyết định rời khỏi nơi làm việc và trở về quê hương. Cuối năm 1994, cô bé hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cô ghép tên của mình và ông chủ để đặt tên cho con. Tuy nhiên khi làm giấy khai sinh cho cháu ngoại, cha của cô đã ghi lộn chữ Larry thành Lori. Nhờ vậy cậu bé mang tên Nguyễn Bé Lori. Lúc này một người bạn của cô bé hay tin cô có con đã đến chụp hình cô và bé Lori rồi gửi lên Đà Lạt cho người quen chuyển đến Larry. Vì thế tỷ phú nước Mỹ mới biết mình có con rơi ở Việt Nam. Năm 1995, một thanh niên đến làm thuê ở gần nhà của cô bé đã xót thương cho hoàn cảnh nên ngỏ lời cầu hôn cô. Từ đó cậu bé Lori sống với mẹ và người cha dượng mà không hề hay tin gì về người bố ruột tỷ phú của mình. Cuộc chiến tranh giành tài sản và cái kết bất ngờ. Tháng 5 năm 1995, tỷ phú Larry bất ngờ qua đời, không thấy xác trong vụ tai nạn trên chuyến thủy phi cơ từ đảo Fagan đến Saipan. Và cái chết của vị tỷ phú đào hoa này đã dẫn đến hàng loạt cuộc chiến pháp lý, tranh chấp khối tài sản khổng lồ. Đã hơn 10 cháu bé được cho là con rơi của Larry đứng ra đòi quyền thừa kế. Về phía mẹ con bé Larry, họ không hề hay về cái chết của ông Larry. Mãi sau này cô mới tình cờ liên lạc với một người bạn từng làm khách sạn, thông báo con mình là con của ông chủ. Người này đã liên lạc với luật sư của tỷ phú Larry, người đặt cách vấn đề chia tài sản của ông. Sau đó cô bé bắt đầu hành trình tìm cha, đòi chia tài sản thừa kế cho con trai Larry. Năm 1998, sự việc phân tích ADN để xác định con ruột của tỷ phú Larry là một cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ. Theo đó, muốn xác định được ADN, các con của ông cần phải có ADN của ông hoặc cha mẹ ông. Nhưng ông lại chết mất xác, mẹ ông thì không chịu hợp tác. Các đồ vật cá nhân của ông Larry như quần áo, dao cạo râu cũng biến mất kỳ lạ. Ngay các bệnh viện tại Saipan hoặc California, nơi ông từng đến chữa bệnh hoặc nhổ răng cũng không lưu trữ được gì. Những chiếc ô tô đắt tiền mà ông sử dụng tại Mỹ cũng được rửa sạch bằng hóa chất trong ra ngoài. Chính những khó khăn trên đã khiến luật sư đại diện gia đình của các bé đòi quyền thừa kế thuê luật thám tử vào cuộc. Dẫu vậy, họ vẫn không tìm thấy thứ gì để có thể đi xét nghiệm ADN. Trong khi đó, hồ sơ vụ kiện chồng chất, mỗi đứa trẻ đòi quyền thừa kế đều có cả chục luật sư đại diện. Còn tổ chức quản lý di sản của tỷ phú Larry cũng thuê cả trăm luật sư để đấu tranh bảo vệ tài sản cho gia đình. Cuối năm 1998, mẹ tỷ phú Larry đồng ý cho lấy mẫu xét nghiệm ADN sau nhiều cuộc thương thảo với luật sư. Kết quả cho thấy có 4 trong nhiều đứa trẻ chính là con ruột của ông Larry. Trong đó cậu bé Nguyễn Lori và cậu bé đương nhiên được thừa kế phần tài sản trị giá 100 triệu USD của vị tỷ phú.
Sau khi có số tiền lớn trong tay, hai mẹ con Nguyễn bé Lore đã di cư và sinh sống tại thị trấn ở bờ biển phía đông nước Mỹ. Theo thực tế, năm 2012, cậu bé là người đứng tên số tài sản siêu khủng mà cha để lại. Nhưng do cậu còn đi học, những người quản lý số tài sản đã thống nhất với mẹ con Lore làm tăng thêm số tiền bằng cách đầu tư vào nhiều lĩnh vực. Cũng trong năm 2012, cậu bé đã về thăm quê. Trong một chuyến đi có đầy đủ các thành viên trong gia đình, gồm Lore, cô bé và ông bà ngoại, các em Lore. Đặc biệt, chuyến đi hồi hương này của Lore được giữ bí mật tuyệt đối. Năm 2015, khi Lore tròn 21 tuổi, cậu đã chính thức trở thành chủ nhân của số tiền siêu khủng. Từ đó, thông tin về cậu bé hết sức bí ẩn. Cả người Mỹ lẫn người Việt đều không rõ hiện tại cậu đang sinh sống ra sao, nhưng ai cũng chắc chắn rằng khối tài sản ngày ấy càng lớn hơn trước. Cô gái hờ mông khoe bạn trai thứ ba sau 30 ngày chia tay bạn trai Mỹ. Cách đây 16 năm, Lò Thị Mai, sinh năm 1992, bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ vào khả năng nói tiếng Anh trôi chảy khi được mọi người biết đến rộng rãi. Từ đó tới nay, cuộc sống của cô gái này đã có những bước ngoặt và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, thông tin Lò Thị Mai công khai bạn trai mới lại trở thành tâm điểm thu hút trên các diễn đàn. Bởi lẽ chỉ cách đây khoảng 30 ngày, cô nàng vừa tuyên bố chia tay bạn trai là CEO người Mỹ. Do đó, nhiều người khá choáng trước tốc độ yêu của cô gái này. Ngay sau đó, thông tin về bạn trai mới của Lò Thị Mai cũng khiến không ít người tò mò. Trên trang cá nhân, anh chàng ngoại quốc cũng đặt tình trạng quan hệ đang hẹn hò với Lò Thị Mai. Ngoài ra, Facebook của anh không đăng nhiều nội dung và khá kín tiếng. Chuyện tình cảm của Lò Thị Mai nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Bởi một phần là do tốc độ yêu của cô, năm 2012, cô nàng kết hôn với một doanh nhân người Bỉ, sinh năm 1983. Sau đó cô theo chồng sang Bỉ sinh sống và có với nhau hai cậu con trai. Tưởng chừng cô gái hờ mông đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, nhưng đáng tiếc sau 7 năm, cô tuyên bố ly hôn với chồng. Lý do được Lò Thị Mai đưa ra là vì chồng có tính hay ghen, đời sống hôn nhân căng thẳng. Sau đó, Lò Thị Mai công khai chuyện tình với CEO người Mỹ cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong thời gian yêu nhau, hai người thể hiện những lời nói dành cho nhau trên các mạng xã hội. Thậm chí, người bạn trai còn lãng mạn gọi Mai là món quà tuyệt vời nhất, không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì và cô đã thay đổi cuộc đời của anh. Tuy nhiên, một lần nữa, Lò Thị Mai lại quyết định đường ai nấy đi sau 11 tháng hẹn hò vì lý do khoảng cách hai người quá xa xôi. Mình sẽ sống thật hạnh phúc, sống hết mình cho hôm nay, còn tương lai thì tất nhiên sẽ không nói trước được điều gì. May mắn là mình làm được công việc mình yêu thích và thỉnh thoảng đi du lịch với hai cậu con trai, cô gái hờ mông tâm sự sau khi chia tay bạn trai CEO người Mỹ. Chia tay bạn trai CEO người Mỹ, Lò Thị Mai dành thời gian cho bản thân, chăm chỉ làm việc và một lần nữa lại mở lòng, đón nhận tình cảm của người đàn ông ngoại quốc. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ hơi nghi ngại khi chuyện tình của cô nàng có vẻ đánh nhanh thắng nhanh, vì dù sao cũng chỉ vừa chia tay bạn trai người Mỹ trong thời gian khá ngắn. Có những người chọn cách lao vào mối quan hệ cũ sau khi vừa chia tay để khỏa lấp cảm giác cô đơn, cần người an ủi. Mặt trái của chuyện này là dễ chọn sai, vẫn chưa có nhiều lý trí và vẫn còn dựa vào cảm xúc quá nhiều. Tuy vậy, cô nàng vẫn chưa lên tiếng điều gì về mối quan hệ mới này khi công khai đặt tình trạng đang hẹn hò trên mạng xã hội. Nếu nhìn theo một hướng tích cực, câu chuyện của cô gái hờ mông là bằng chứng thuyết phục dành cho những người phụ nữ sau ly hôn rằng cơ hội đến với tình yêu vẫn còn rất thênh thang, miễn sao bạn biết yêu bản thân mình hơn, mở rộng lòng và rút ra những bài học sau lần đổ vỡ hôn nhân trước để ngày càng trưởng thành, hoàn thiện hơn.